những rapper đã được định danh, không phải ai cũng được kết quả như kỳ vọng tại vòng casting Rap Việt. Hãy cùng đếm qua những rapper nóng vàng casting trong Rap Việt mùa 3 nhé. Số 1 RIC, nóng vàng đội Suboy Rap Việt mùa 1. Về thử thách tại vòng casting năm nay, RIC nói: "Tôi thấy Rap Việt mùa 3 nhiệt huyết rất cao. Khách quan, tôi thấy tinh thần của mọi người còn mạnh hơn cả mùa 1 và mùa 2. Casting năm nay ổn, mọi thứ được tổ chức chỉnh chu. Các bạn thí sinh khác cũng đã biết thay đổi kết cấu của beat, không còn lặp lại như mùa 1 và mùa 2. Anh chưa rõ bản thân có được tiếp tục bước vào vòng trong hay không, vì chỉ vừa đọc vài câu rap đã được mời xuống. Tôi khá vui vì đã làm tốt phần của mình. Tôi tự tin việc bản thân sẽ xuất hiện tại vòng 1 của Rap Việt." Số 2, Test, nóng vàng đội Caric mùa 1. Test khẳng định bản thân muốn quay lại để khán giả thấy Rap Việt đã giúp nam rapper thay đổi tích cực như thế nào và anh không quá áp lực. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, mục tiêu của tôi ở Rap Việt mùa 3 là được trải hết mình trên sân khấu thôi. Tôi muốn mang lại những phần trình diễn nhiệt huyết, máu lửa nhất đến với khán giả. Sau 3 năm, tôi đã khác nhiều. Tôi được nhiều người yêu quý hơn, tự tin hơn và nhận được nhiều lời tuyên truyền hơn, ví dụ như D-Lo chẳng hạn. Số 3, UND, nóng vàng đội Caric Rap Việt mùa 1. Nam rapper sinh năm 1998 tâm sự về áp lực của lần trở lại này. Tôi áp lực vì nóng vàng, nhưng tôi quay trở lại để đem những thứ mới hơn, những điều chưa làm được ở Rap Việt mùa 1 đặt vào mùa 3. Tuy vậy, sau vòng casting, anh cũng đã thông báo trên trang cá nhân về việc bản thân đã không vượt qua được thử thách này. Yenny bày tỏ sự tiếc nuối với kết quả. Anh khẳng định bản thân đã quá chủ quan và không chịu bỏ công sức 100% để luyện tập kỹ càng. Số 4, D-Lo, nóng vàng đội Caric Rap Việt mùa 2. Lần comeback này vẫn có rất nhiều sự áp lực lên D-Lo, thậm chí hơn cả mùa trước. Thời thế bây giờ đã khác, áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn là lần đầu tôi đi thi. Nam rapper từ tổ quà tâm sự về hành trình tham gia casting Rap Việt mùa 3. Trước đó, anh từng lọt vào top 8 tại mùa 2, khi là thí sinh nhận được nón vàng của Caric sau vòng 2. Giải thích về việc trở lại với Rap Việt mùa 3, D-Lo thẳng thắn: "Tôi nghĩ lại thì mình thấy mình vẫn còn trẻ và vẫn còn rất hào hứng để đi tìm thêm cơ hội, được cọ sát thêm với các anh em trong giới. Tôi không nghĩ bản thân đã có một cái gì đó sau mùa 2 để dừng lại cả. Hành trình vẫn còn dài nên mình cứ hết mình thôi. Tôi không muốn phải hối tiếc điều gì cả." Số 5, Shen Hao, nóng vàng đội Benji mùa 2. Nhận định về Rap Việt mùa 3, nóng vàng của Benji: "Tôi thấy năm nay có vẻ căng thẳng hơn, sôi động hơn và có nhiều đối thủ mạnh hơn. Trình độ năm nay rất khó đoán. Tôi thấy rất nhiều thí sinh mùa 1, mùa 2 đi thi lại và thêm nhiều gương mặt sáng giá nữa. Năm nay sẽ là một mùa Rap Việt khó đoán." Shen Hao cũng tâm sự bản thân đã gặp một số lỗi đáng tiếc trên sân khấu vì căng thẳng. "Tôi biết rằng mỗi người đều đã có cho mình một cơ hội để thể hiện trên sân khấu, nên tôi sẽ cố gắng về luyện tập nhiều hơn." Nam rapper sinh năm 2000 nói về phần trình diễn của mình. Hãy đón chờ xem các nấu vàng tên tuổi thì dàn rapper này có vượt qua được cái bóng quá lớn của chính mình để ghi danh tên mình vào vòng tiếp theo của Rap Việt mùa 3 không nhé.